Viên, chúng ta chú ý một số điểm như sau. Thứ nhất, trong quá trình thi đấu tuyệt đối không được nói chuyện, không được trao đổi về kết quả tỷ số. Nếu ban tổ chức phát hiện có sự trao đổi về kết quả tỷ số cũng như có sự dàn xếp tỷ số, chúng tôi sẽ xử thua cả hai vận động viên đó. Vì đây là thi đấu có giải và tính rating quốc tế, cho nên chúng ta và có cả người nước ngoài tham dự, cho nên chúng ta phải hết sức nghiêm túc. Tất cả các trường hợp trao đổi với nhau về kết quả tỷ số, ban tổ chức tính thua cuộc cho cả hai vận động viên. Rồi, xin nhắc các bạn. Thứ hai, tất cả các vận động viên sau khi thi đấu xong đề nghị ký biên bản, bày quân bàn cờ như cũ và rời khỏi phòng thi đấu. Không một vận động viên nào thi đấu xong ở trong phòng thi đấu. Các vận động viên chú ý như vậy. Thứ ba, sau khi thi đấu xong, ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải. Giải thưởng đã được công bố trên điều lệ giải và cúp và huy chương đã để ở kia, tập kết ở kia rồi. Các vận động viên chú ý. Đây là ván đấu cuối cùng, ván thứ 9, cho nên không có hoãn đấu. Tất cả các vận động viên nào đi muộn coi như bị xử thua. Đề nghị các vận động viên chúng ta kiểm tra quân bàn cờ đồng hồ. Đề nghị phụ huynh nhá, mời anh áo vàng kia ạ. Những ai không có nhiệm vụ chúng ta ra khỏi phòng thi đấu để các con thi đấu. Trong quá trình thi đấu, chúng ta tuyệt đối không được ra ngoài trao đổi với bố mẹ hay bất kỳ một bạn khác. Tôi xin nhắc nha. Có thể chúng ta không trao đổi với phụ huynh, trao đổi với vận động viên trong phòng thi đấu, nhưng chúng ta ra ngoài trao đổi với bố mẹ hay là trao đổi với một người khác cũng không phải vận động viên ở ngoài là chúng ta phạm quy. Và chúng ta không được sử dụng điện thoại, các trang thiết bị điện tử có tiếng kêu trong phòng thi đấu. Và ban tổ chức phát hiện các trường hợp mà sử dụng điện thoại trong phòng thi đấu xử thua ngay. Chú ý là trong khi thi đấu cờ tiêu chuẩn, tất cả các vận động viên phải ghi chép đến nước đi cuối cùng. Bởi vì chúng ta được tích lũy mỗi nước 30 giây, cho nên vận động viên phải ghi biên bản để được cuối cùng. Trong trường hợp không ghi biên bản, cố tình câu giờ thì trọng tài sẽ nhắc nhở, và sau khi mà nhắc nhở vẫn tiếp tục tái phạm thì chúng ta bắt đầu sẽ tính số kỹ thuật. Các vận động viên chú ý như vậy. Bây giờ thì xin mời các vận động viên đứng dậy bắt tay thi đấu. Ván 9 bắt đầu. Round 9.